you so. I live in Vietnam. Bây giờ là mình sẽ đến cái khu chợ cơm nhé các bạn. Mình nghĩ là tối qua thì cậu với mình cũng đã bàn kế hoạch để mà đi chơi rồi nung lắm. Rồi, bây giờ mình đã đến đích chỗ đây mình nha. Đây, lâu đời nha các bạn. Về mình bám số 1 rồi. Cái đoạn mà đi dưới đáy biển đúng không em? Đây là đó không? Lâu đời. Rất là to. Thì cái này là cái cổng. Khi mình về mình sẽ thấy cái khu lâu đời rất cực kỳ là to. Ở đây này có nhận diện khuôn mặt để mà đảm bảo là bạn đã check in rồi á các bạn nha. Đảm bảo an ninh đúng không? An ninh đúng rồi. Khu này nó vẫn chưa xây xong kìa các bạn. Có những ma còn chưa xây xong. Buồn anh. Thì ăn không được, đi chơi không được. Cái này nè. Đi vô cái khu gì cho mát á. Đây, cái khu Fairplan nè. Phim thực tế ảo, nhảy audition, thợ săn ma và khu này. Dạ, trời ơi, nó chơi dữ lắm hay mẹ. Cái gì nó cũng dám chơi hết á. Chiều này là con với cậu đi chơi này nha. Đi ăn nha. Ôi từ cơn này luôn. Này đó là caramel với hai cậu cháu nè.